Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hà Nội và Xe Buýt. Đây là lộ trình tuyến buýt Khoai, bến xe Bắc Cổ, bến xe Yên Nghĩa. Sau đây là chi tiết lộ trình chiều đi. Mình cùng lên xe buýt 02. Nào, chúng ta cùng đi nhé. Nhìn từ vào sơ đồ tuyến xe buýt của vé xe chạy, chúng ta sẽ biết được tuyến buýt 02 sẽ đi qua các địa điểm nào, trục đường nào của thành phố. Chiều đi xuất phát từ bến xe Bắc Cổ vào Trần Thánh Dư, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Trần Phú, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Sơn Tây, Ngã Tư Sở. Đến Ngã Tư Sở, qua Ngã Tư Nguyễn Xiển, vào đường Trần Phú, Hà Đông. Tiếp đến là cầu Trắng, Hà Đông, vào đường Quang Trung, Hà Đông. Tiếp đến là Ba La, Bông Đỏ, quốc lộ 6. Và điểm cuối là bến xe Yên Nghĩa, là điểm kết thúc của tuyến buýt 02. Các bạn chú ý, chiều ngược lại, các điểm đón xe buýt sẽ được bố trí đối xứng qua trục đường phía bên kia đối diện. Tổng chiều dài của tuyến xe buýt là 17,5 km từ Bát Cổ đến bến xe Yên Nghĩa. Trên đây là chi tiết lộ trình tuyến buýt 02, bến xe Bắc Cổ, bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông. Truy cập vào video này, các bạn sẽ biết được chi tiết các điểm dừng đỗ cũng như lộ trình tuyến buýt đi qua từ Bắc Cổ đến bến xe Yên Nghĩa của tuyến buýt 02. Xin chào và hẹn gặp lại.